trong trận phân hạng 5-8 vừa kết thúc tại giải U20 châu Á, tuyển bóng chuyền nữ U20 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U20 Ấn Độ với các tỷ số 25-15, 25-12 và 25-18 để lọt vào trận tranh hạng 5 quan trọng. Đối thủ tiếp theo của U20 Việt Nam sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa U20 Kazakhstan và U20 Đài Bắc Trung Hoa. Đây là trận đấu không những giành thứ hạng mà còn là trận đấu lịch sử giúp U20 Việt Nam giành một tấm vé tham dự giải vô địch thế giới năm sau. Trong quá khứ, bóng chuyền nữ Việt Nam đã nhiều lần đánh bại Đài Bắc Trung Hoa ở cấp độ đội tuyển quốc gia, nên U20 Việt Nam không có lý do gì để e ngại đội trẻ của họ. Về phía U20 Kazakhstan cũng không phải là đội bóng chúng ta phải e ngại, bởi U20 Việt Nam từng thắng 3-1, nên việc thắng lại đội bóng này là chuyện khả thi với U20 Việt Nam lúc này. Trong chiến thắng quan trọng chiều hôm nay trước U20 Ấn Độ, vận động viên nổi bật nhất phải kể đến là Đặng Thị Hồng. Cô cũng là hiện tượng của bóng chuyền Việt Nam khi ghi tới 37 điểm sau 4 set, giúp U20 Việt Nam thắng U20 Kazakhstan trong trận đấu vòng 2 vừa qua. Ngoài ra, Phạm Quỳnh Hương cũng là một điểm sáng của U20 Việt Nam trong trận đấu hôm nay với chiều cao ấn tượng 1m85. Cô đã cùng đội trưởng Lan Vi, Đặng Thị Hồng, Như Anh ghi những điểm số vô cùng quan trọng, mang đến chiến thắng cho tuyển U20 Việt Nam. Ngay bây giờ, huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh và các cầu thủ trẻ của chúng ta, họ đang ý thức rất rõ cơ hội vàng tại giải đấu lần này, để giúp đội tuyển bóng chuyền nữ U21 của Việt Nam có mặt tại giải vô địch thế giới năm sau. Trận đấu tranh hạng 5 của tuyển U20 Việt Nam sẽ diễn ra lúc 13 giờ ngày mai, mùng 8 tháng 7. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về trận đấu này để người hâm mộ được biết.